ngày đấy chúng ta tâm không tự tại phiền não rất nhiều lo lắng rất nhiều tâm của phật bồ tát tự tại vì sao vậy phật bồ tát có trí tuệ có phương tiện các ngài có thể điều phục phiền não Có thể trụ tam muội Điều này thực tế ra mà nói Chúng ta có thể học nếu bạn chân thật muốn học Bạn phải đem phiền não, lo lắng, dướng bận trong tâm Thấy điều buông bỏ hết để cho tâm của bạn trụ ở ngay trong niệm Phật tam muội thì bạn liền được tự tại. Trên thực tế, Kim Cang bát Nhã cái hội này, ngày trước chúng ta ở nơi đây đã giảng qua tôn giả tu bồ đề thấy ra được chân tướng đời sống của thích ca mâu ni phật ông nhìn thấy được phật vì sao tự tại đến như vậy vì sao ăn vui đến như vậy ông thấy ra được cho nên cực lực tán thán đối với thế Tục thế là ông đến thịnh giáo với phật chúng ta những người tu hành này người không tu hành thì không nói người tu hành quan trọng nhất hai sự việc cái thứ nhất là làm thế nào hàng phục được tâm mình cái tâm đó chính là vọng niệm làm thế nào có thể hàng phục được những vọng niệm này đó là một vấn đề lớn Vấn đề thứ hai là Phải trụ tâm như thế nào Tâm của mình phải an trụ ở chỗ nào Khi tôn giả vừa hỏi Liền dẫn cởi Cái hội kim can bát nhã này Thích ca mâu ni Phật đã nói ra rất nhiều Vì tu bồ đề mà nói Tu bồ đề không phải là căn tánh nhất đẳng Thích Ca Mâu Ni Phật dài dòng lôi thôi nói ra một đống. Chúng ta nghe cũng nghe không hiểu. Nếu như là người học Phật chúng ta đem vấn đề này hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật làm thế nào hàng phục được tâm mình Thích Ca Mâu Ni Phật nhất định sẽ chấp tay Nam Mô A Di Đà Phật Bạn xem thật đơn giản Vấn đề gì cũng đều được giải quyết rồi phải nên trụ tâm như thế nào Dẫn a di Đà Phật Trụ ngay trên câu a di Đà Phật thì tốt rồi Cao minh hơn rất nhiều So với Kinh Kim Cang Làm gì mà phiền phức đến như vậy Đây gọi là Pháp tối thượng thừa Cho nên tu Bồ Đề không phải là người thượng thừa Các vị mọi người là người thượng thừa Tôi nói với mọi người Đây là lời thật Đó chính là tâm tự tại Chúng ta dùng phương pháp gì Đem lo lắng vọng tưởng Dính mắt của chúng ta Những thứ sen tạp này thấy đều xả bỏ Một câu a di đà Phật thay thế nó Công phu niệm Phật Dùng vào lúc đào dậy Lúc khởi tâm đồng niệm Sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài Ý niệm vừa khởi thì a di đà phật liền đem nó kéo đến a di đà phật đánh bạc đi vọng niệm đây chính là hàng phục tâm mình mỗi niệm trong tâm có a di đà phật tâm của bạn liền trụ trên câu a di đà phật tâm trụ ở câu a di đà phật thì làm gì mà không được thấy phật chứ Trên Kinh Lăng Nghiêm nói được rất hay Ước Phật, niệm Phật, hiện tiền đương lai Tất định kiến Phật Cho nên trong lòng không nên có thứ khác Trong hai đến sáu thời Không nên có bất cứ thứ gì Vì sao vậy? Bao gồm tất cả ý niệm Đều là nghiệp luân hồi Bạn thử nghĩ xem từ sớm đến tối bạn tạo ra nghiệp gì nhiều Tạo ra nhiều nghiệp luân hồi Trong lòng của bạn có Phật được thời gian bao nhiêu Cho nên công phu của bạn không có lực Tất cả thời gian, mọi lúc, mọi nơi Đối nhân sự thế tiếp vật Thấy đều là a di đà Phật Nếu như bạn Vậy thì phiền não của bạn lại đến Tại vì sao vậy? Xem thấy người kia đến tìm ta Rõ ràng là một người mà mình không ưa Làm cho tâm của ta loạn động lên Vậy thì bạn không biết dụng công Người biết dụng công là thế nào? Là a di đà Phật đến rồi Con người đó chính là a di đà Phật Tâm của bạn biến họ thành a di đà Phật Tướng tùy tâm chuyển Bên ngoài này là cảnh giới Bạn có năng lực đem họ chuyện biên thành a di Đà Phật Họ chính là a di Đà Phật Bạn xem chẳng phải bạn đã đối diện với a di Đà Phật rồi sao Người thiện là a di Đà Phật Người ác cũng là a di Đà Phật Thuần cảnh là a di Đà Phật Nghịch cảnh vẫn là a di Đà Phật Bạn mới chào được niệm Phật tam muội Bạn mới được tâm tự tại Nếu bạn phân biệt đây là Phật Đó không phải là Phật Vậy thì bạn hỏng rồi Bạn làm sao có được tự tại Đó là dạy bạn Làm thế nào trải qua đời sống đại tự tại Cái thứ ba là Đời sống vật chất tự tại Trong Kinh văn nói Tư cụ tự tại Tư cụ chính là trên mặt đời sống của chúng ta cần phải nhờ vào một số vật chất. Việc này thực tế mà nói cũng rất đơn giản. Khi xưa Thế Tôn còn ở đời, đời sống rất là đơn giản. Ăn cơm, nửa ngày ăn một bữa. Ăn no thì được rồi quần áo thì giải tô có thể che được thân thì được rồi buổi tối ngủ nghỉ có một chỗ đầm xuống nghỉ ngơi là được ngày trải qua đời sống ngày đây chúng ta gọi là mức sống thấp nhất đời sống vật chất ngày được đại tự tại tri túc thường lạc trong lòng không có một chút nào gánh nặng trong lòng không có gánh nặng cái tâm này chính là tâm lý sức khỏe mạnh tâm lý khỏe mạnh sinh lý liền khỏe mạnh thân ngại khỏe mạnh không bị bệnh